Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Cờ Tướng Việt Nam. Hôm nay, kênh Cờ Tướng Việt Nam xin gửi tới quý anh chị và các bạn trận thi đấu giữa hai kỳ thủ Nguyễn Thanh Khiết và Mai Duy Phong trong giải chặng cờ đất Việt. Trong trận đấu này, Nguyễn Thanh Khiết cầm đỏ đi tiên và Mai Duy Phong cầm đen đi hậu. Bên đỏ đóng trung pháo, bên đen lên mã bảo vệ tốt đầu. Tiếp tục bên đỏ lên mã, đen tấn tốt để mã hạn chế cánh mã phát triển của đối phương. Nguyễn Thanh Khiết ngay lập tức xuất động xe. Mai Duy Phong cũng bình xe đối lại. Ngay lập tức, bên đỏ tiến xe lên, đè chặt, lấy quân phản lấy pháo mã của đối phương, chuẩn bị bình sang đè mã. Mai Duy Phong cũng lập tức lên mã, hình thành thế trận bình phong mã đối trung pháo. Nguyễn Thanh Khiết tiến đến binh 5, mục đích chơi pháo đầu mã đội. Tiếp tục lên mã. Và đến đây Mai Duy Phong tiến binh 3, mở lưỡng đầu xà. Tiếp tục là binh 5 tiến lên, không vội ăn binh 5, Mai Duy Phong tiến pháo lên đuổi xe. Xe buộc phải thoái lui về. Tiếp tục được tiến pháo lên để truy kích tốt đầu. Ngay lập tức, Nguyễn Thanh Khiết dùng tốt ăn ngay. Mai Duy Phong dùng mã ăn lên. Và tiếp tục đưa mã lên tạo thành hình thế pháo đầu mã đội. Đen lên tượng củng cố hình cờ. Ngay lập tức đỏ dùng pháo vật mã và mã đen ăn lại. Tiếp tục bên đỏ đóng trung pháo truy kích mã đen, buộc mã phải thoái về. Thế đây Nguyễn Thanh Khiết bình xe sang để truy kích pháo. Đến đây bên đen dùng pháo 2 bình 7, được đánh giá là nước đi chưa được hay, làm cho thế trận các quân díu vào dẫn nhau rất khó phát triển. Mà nước đi tốt, nên đi pháo 2 bình 8 để đuổi xe ngay. Xe bắt buộc, đối phương bắt buộc phải chạy và tiếp tục đóng pháo đầu vào đầu để mời đấu pháo đầu, giải tỏa thế tấn công pháo đầu mã đội của đối phương. Tuy nhiên trong thực chiến, đen đi pháo 2 bình 7, đỏ lên tượng và bên đen tiếp tục xuất động xe. Đỏ tiến xe lên để truy kích pháo. Pháo bắt buộc phải vật lên. Đỏ lên sĩ phòng thủ một nhịp. Đỏ tiến binh 7 mời đấu. Tuy nhiên bên đen không đấu mà bình xe sang để giữ. Tiếp tục tiến binh lên và bên đen ăn binh tràn binh sang. Đỏ thoái xe về truy kích pháo. Pháo buộc phải thoái một. Đến đây đỏ bình xe sang lộ 4. Tuy nhiên đỏ hoàn toàn có thể chơi nước mã 3 tấn 4.
đèn sẽ ăn tràn pin qua. Và lúc này mới bình xe sang lỗ 4, dùng tượng truy kích pháo. Và đến đây thì đỏ rất ưu thế. Nhưng trong thực tế chiến, đỏ ngay lập tức bình pháo sang lỗ 4. Đèn cũng ngay lập tức bình và đỏ bình xe sang lỗ 4 ngay lập tức. Bên đen bình pháo sang để tránh. Đỏ tiếp tục xe 8 bình 6 để truy kích pháo. Đen ăn tràn tốt qua. Và đỏ ngay lập tức lao xe xuống để cán mắt tượng đang phục nước. Pháo 5 vật lên tượng, buộc đen phải tiến xe lên để giữ tượng. Tiếp tục bên đỏ bình xe sang để truy kích mã. Đen dùng xe tiến lên giữ mã. Lúc này bên đỏ thế rất mạnh, lao mã lên để tiếp tục tấn công. Nước sau hoàn toàn có thể lao mã tới để có thể truy kích xe và tượng. Lúc này đen thấy nguy, liền thoái pháo về để đuổi xe. Xe thoái về, đen cắm pháo đáy, mục đích muốn giải tỏa áp lực bằng cách phản công lại. Đỏ ngay lập tức không để ý đến và ngay lập tức lao mã tới. Tuy nhiên đến đây, đen chơi nước xe 3 bình 2, nhưng nước đi xe 3 tiến 2 thì sẽ hay hơn rất nhiều. Đỏ bình xe sang và đen cũng bình pháo sang, hai bên đối công, thế trận rất hay. Tuy nhiên đến đây, đen lại chơi xe 3 bình 2. Đỏ ngay lập tức không bỏ lỡ cơ hội ăn tốt con tốt qua sông. Đen biết pháo chưa làm gì được, liền thoái pháo về để truy kích mã. Mã ngay lập tức lao tới. Đỏ là đen bình tướng sang. Đỏ ngay lập tức bình xe sang, dọa sát. Đen phải tiến pháo lên để giải sát. Tiếp tục là bình xe sang đè pháo. Nước sau rất có thể sẽ dùng mã ăn thẳng vào pháo. Vâng, mã ăn vào pháo, sĩ ăn lên. Và mã tiếp tục lao tới để chuẩn bị bắt sĩ. Đen lên sĩ để giữ lại sĩ của mình. Đỏ pháo 5 bình 3, chuẩn bị dùng xe ăn mã. Mã buộc phải thoái về. Tiếp tục pháo 3 lại bình 6. Đen buộc phải vào tướng. Và tiếp tục là những nước đi pháo 6 bình 5. Đến đây nếu đỏ vội vã dùng mã ăn sĩ thì xe đen sẽ ngay lập tức ăn mã. Nếu xe đỏ ăn xuống thì pháo 8 sẽ bình 5. Pháo 8 bình 5 dọa nước sau sẽ cắm xe chiếu và sẽ ăn lại được xe. Tuy nhiên đến đây rất kinh nghiệm, lão tướng Nguyễn Thanh Khiết tiến pháo lên để ngăn chặn lại. Đen vẫn chưa từ bỏ ý định. Và
và đến đây không còn quân có thể ngăn cản lại được nữa. Đèn buộc phải xuất tướng, và chỉ chờ có thế, đỏ ngay lập tức dùng pháo vật sĩ ăn thực lợi một quân sĩ. Những nước đi để ăn quân rất hay và uyển chuyển. Đèn thoái pháo về, đỏ ngay lập tức dùng xe ăn sĩ, buộc xe phải ăn vào và mã ăn tới. Đèn lên tướng bắt pháo, mã thoái về, pháo đóng vào trung lộ chiếu tướng và đỏ xuất tướng ra. Tuy nhiên đến đây đánh giá hình cờ, bên đen chỉ còn cặp pháo mã à pháo xe nên rất khó có thể công phá được hàng phòng thủ của bên đỏ. Trong khi đó, bên đỏ đang có 3 quân xe pháo mã tấn công, thế cực kỳ nguy hiểm. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp những nước đi rất hay của lão tướng Nguyễn Thanh Khiết. Tiến mã chiếu tướng, tướng buộc phải vào, tiếp tục tiến xe xuống chiếu. Xe bình sang, chuẩn bị dùng xe ăn thẳng vào mã. Buộc tốt phải đưa vào để ngăn cản mặt. Pháo đưa xuống và buộc đen phải thoái xe về để ngăn cản. Đến đây, đỏ tiếp tục ăn thực lợi tiếp một quân tượng. Đen định dùng pháo bắt xe, tuy nhiên mã đã lao tới để chiếu tướng trước. Tướng buộc phải xuất ra, và đến đây thì xe ăn về tốt. Xe đen ăn lại pháo, tuy nhiên xe đỏ tiến tới ăn mã đồng thời chiếu tướng, nước sau sẽ giật bắt nốt pháo. Đến đây thì biết không thể chống đỡ được, Mai Chi Phong đã bung cờ chịu thua và chiến thắng dành cho lão tướng Nguyễn Thanh Khiết, một chiến thắng rất xứng đáng.